người khác gọi tôi không nghe nhưng mà bạn gọi tôi phải nghe. Lý do rất đơn giản là gì? Cầm tiền rồi thì phải làm thôi. Đúng không ạ? Mà cầm nhiều tiền gọi bất kỳ lúc nào được, 1 giờ sáng gọi, ok, phục vụ hết. Đấy, hướng dẫn từng ly từng tí để bạn đăng, bởi vì sao? Thứ này bạn ấy không biết, nhưng thứ khác bạn rất là siêu. Chuẩn bị, bạn ấy cũng sẽ chạy chương trình tuyển cộng tác viên, bán túi cho bạn. Lại mô hình giống bổ hồ này. Đấy, và tiếp tục tài đi bán túi. Hàng hóa thì bát ngát mình mong muốn. Ok chưa? Muốn bán được 1.000 sản phẩm một ngày thì lời khuyên vẫn là gì? Tìm 1.000 người để bán. Lời khuyên đấy không thay đổi. Bây giờ mình tuyển 1.000 người cộng tác viên mà không bỏ vốn, chỉ việc đăng hình bán hàng có được không? Quá đơn giản. Bạn bảo là nào em kịp tìm được nhiều cộng tác viên như thế không? Để thầy làm cho. Làm như nào? Viết một chương trình cộng tác viên, quyền lợi tất cả mọi thứ, ok. Làm trang web, viết cách, thông tin đầy đủ, đúng chưa? Chào cá. Thế chúng nó biết cái thông tin đấy rất là hay. Vừa miễn phí, để được học hành, được tặng quà, được đủ các loại được. Đúng không? Ai thích thì điền khoang vào, ai không thích thì thôi. Có đứa nó không bán túi thì bán làm sao được. Nó thích thì điền khoang, tên tuổi, số điện thoại, email, trả lời một số câu hỏi xong, hồi đến chốt. Vào form mà chưa chắc là đã ăn được ngay đâu, đúng không? Thì 100 form thì mình chốt khoảng 70%. Đấy, thế thôi, cứ làm. Làm không được thì sửa. Mà 1.000 cộng tác viên nói với anh chị nhé. Tôi nghĩ, tất nhiên là về mặt lý thuyết, tôi nghĩ tôi tuyển 2 tuần là sao? Với năng lực của bạn ý. Ý tôi nói là với năng lực của bạn ý, sản phẩm rất tốt, đẹp, sẵn, giá rẻ. Nha. Cộng tác viên không bỏ vốn thì có mất cái gì đâu. Làm cộng tác viên với tôi còn cho thêm tiền thì nó lại 1.000 thì quá đơn giản. Đúng không? Bạn không bỏ một đồng nào, bạn nhận đủ thứ về bạn có làm không? Thế còn cái chuyện làm được hay không, đây là chuyện pha của giai đoạn 2 nhé. Chưa hề nói đến ở đây nhé. Mục tiêu của bạn là 1.000 cộng tác viên đúng không? Tôi đảm bảo. Đấy. Mọi người đã thấy cái tiền nó sẽ hơn chưa? Dễ hơn cả. Yên tâm. Đi với tôi không giàu chắc chắn là không nghèo. Đấy. Chắc chắn rồi đấy. Mình phải có tư duy như thế. Nếu mà mọi người cứ sợ là mình nghèo. Đúng không ạ? Nhưng bạn Hoa, bạn tôi là một người mà tôi cũng rất là ngưỡng mộ. Mặc dù là ngày xưa yêu tôi suốt, tôi chả bao giờ để ý. 4 năm rồi, bạn ấy thi đại học để đỗ được cái trường bạn ấy thích. Đấy là một người cực kỳ kiên trì. Đấy là một người cực kỳ kiên trì, không phải là người thất bại. Đấy là một người cực kỳ kiên trì. Không có mấy ai phụ nữ mà 4 năm rồi đỗ để thi cái trường của bạn ấy muốn làm. Và đấy là một người cực kỳ ngưỡng mộ đấy. Các bạn đừng nghĩ là bạn ấy thất bại, mà tôi nghĩ là bạn ấy rất thành công. Bởi vì bạn ấy không từ bỏ cái bạn muốn. Học cái trường bạn ấy không thích, bạn ấy không học. Bạn ấy thi 4 năm mới đỗ đấy. Tôi học 2 bằng rồi bạn ấy học xong 1 bằng. Mà ngoại là ngày xưa nó còn học giỏi, tôi suốt ngày dạy kèm tôi. Ngày xưa là tôi đi học và đi qua nhà nó, suốt ngày phải khổ nó. Ngày xưa nó 80 cân. Mà lúc đấy tôi có 40 cân. Bản thân thật sự bản thân có ba nói chuyện với nhau rất là vô tư. Phải làm được như thế. Mọi người chưa làm, tôi chỉ sợ nhất gặp những người bây giờ chưa làm thì sẽ gì? Lo thất bại đúng không? Lo em không làm được. Tôi ghét lắm, thật sự với anh chị tôi cực kỳ ghét. Nhân viên của tôi mà cứ sao mà em không làm được là tôi sẽ xông phi ngay. Tất nhiên không phải là dùng chân tay, mà tôi xông phi bằng lời nói, cắm mặt xuống luôn, không gắt đầu được lên đâu. Các anh chị thấy kiểu nói chuyện của tôi sẽ biết là tôi mắng nhân viên chua ngoa như thế nào. Thầy xin. 15 phút nữa làm khoảng độ 11:45 chúng ta sẽ nghỉ nhé, ngồi nhé. Khoảng 11:45 chúng ta sẽ nghỉ nhé. Mời các anh chị đi ăn trưa, sau đó là chúng ta sẽ quay lại.
Rồi, bây giờ sao? Cười gì? Chiều không muốn học à? Không, chiều mấy giờ tí nữa nói chuyện tiếp. Chốt nốt bài học số 2. Bài học số 2 là bán hàng trăm đơn. Có ai có câu hỏi gì? Bán hàng nghìn đơn, có ai câu hỏi gì? Nghi vấn, không tin tưởng, cảm thấy điều đấy xa vời, đặt câu hỏi. Rất nhiều bạn. Rồi, ok. Mời bạn Hoa. Đấy. Người phụ nữ này nổi bật nhất hôm nay đúng không? Thế thầy Văn Anh giới thiệu trước. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Châu Ngọc Hoa và tôi đồng thời là bạn của Phan Anh ạ. Thì hiện tại là tôi đang phân phối tất cả các sản phẩm từ Nga, vì gia đình nhà tôi ở bên Nga nên hiện tại nhập tất cả các mặt hàng của Nga về. Thế nhưng có một vấn đề như thế này ạ. Tức là các khách hàng khi mà họ tìm đến tôi thì tôi có một nhóm, đó là nhóm kín. Và tất cả những khách hàng mua lẻ, mua sỉ, thường thường là nhà tôi là các đơn buôn và đơn sỉ, tôi cũng bán lẻ ra ngoài ạ. Thế thì khách hàng họ đến, họ mua thì tôi cũng ép giá nhiều đối với khách hàng. Chỉ có thời gian đầu thì mua thì nhiều khi là thì mình muốn là tầm độ 3 cân thì mình tính giá sỉ. Tức là sau đó thì khi người ta đã lấy hàng của mình rồi thì mình sẽ tính cho người ta với giá sỉ. Ví dụ một cân nấm trên thị trường tôi bán tầm 1 triệu thì khách sỉ tôi sẽ chiết khấu lại cho họ. Thế nhưng có một vấn đề như này ạ. Tất cả các khách hàng của tôi khi mua thì tôi cũng đã hướng dẫn họ là khi em bán hàng, em mua hàng thì em tập trung tới một hoặc hai sản phẩm em bán. Tức là em chỉ chuyên tới hàng Nga, không phải là em lấy mắm tôm em cũng bán, thấy bơ em cũng bán, thấy quần áo em cũng bán, thấy đồ gia dụng em cũng bán. Thế thực sự như thế. Thế nhiều khách hàng của tôi thì tức là tôi thấy ví dụ có 100 khách hàng thì chỉ có tầm độ 20 khách hàng họ trung thành ạ. Và sau đó họ cũng bán các sản phẩm khác và dần dần là họ mất khách hàng. Okay. Họ chẳng bán cái gì nữa cả. Họ quay lại với tôi, tôi lại bắt đầu từ đầu. Chị ơi đúng không? Chị ơi em cảm thấy là em không bán được cái loại kia. Thế mình bảo tại sao các bạn kia bạn cũng làm được mà em lại không làm được? Tại sao em không quy định cái mặt sản phẩm của em? Cái gì em không bán thì người ta thì biết đến em không? Người ta có biết tên thương hiệu của em không? Đó là cái vấn đề mà thực sự là tôi chưa biết giải thích thế nào. Ok, nhất trí, hiểu vâng, ngồi xuống. Khi mà bạn làm việc với một hệ thống mà toàn là phụ nữ, và tôi đánh giá là một hệ thống toàn là phụ nữ là một hệ thống cực kỳ phức tạp. Ai đồng ý giơ tay ạ? Trước đây tôi không hiểu điều đấy. Tôi thấy rất đơn giản. Nhưng bây giờ làm hệ thống mà một hệ thống toàn là phụ nữ là một hệ thống cực kỳ phức tạp. Ở đấy có 9 người thì 10 ý. Câu hỏi của bạn Hoa là gì ạ? Là có một số đại lý không bán được, họ quay ra hỏi ỉ ôi thế này thế kia, chuyện đấy rất bình thường. Bởi vì họ không bán được sản phẩm này cho nên họ cái nghệ bán thêm rất nhiều cái sản phẩm nước khác nữa. Và sau này người ta không biết là cuối cùng là bạn ấy chuyên về cái gì. Điều này là hơi mâu thuẫn với lời khuyên của tôi là mình nên bán nhiều sản phẩm đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy tôi nói là mình nên bán nhiều sản phẩm, nhưng câu sau tôi lại nói là gì? Mình phải có trung tộc khách hàng đúng không ạ? Phải cùng định vị đúng không ạ? Khách của mình là cao cấp, mình chỉ được bán đồ cao cấp. Không thể nào đấy, sao lại tại bán đồ rẻ được. Bây giờ đang chốt mấy em này cái túi 10 triệu, hôm sau lại đăng một cái túi 300 nghìn. Thì cả nó cảm thấy rất nghi ngờ. Nó bảo hay là cái túi 10 triệu mình mua của ông Phan Anh cũng chỉ có 300 nghìn thôi. Đúng không ạ? Ông Phan Anh muốn bán cái túi 300 nghìn đấy. Ông Phan Anh có thể lập một cái Facebook khác, trên đấy là Phan Anh 300 nghìn. Còn trên cái Facebook kia là Phan Anh 10 triệu. Ok? Nó phải rất rõ ràng. Và thứ hai nữa, bản chất của hệ thống, lúc trước trong slide nói rồi, người đứng đầu hệ thống, ví dụ như Hoa có 20 người đại lý đúng không ạ? Người đứng đầu hệ thống thì mình phải dạy cho họ và phải giúp họ thành công. Còn họ cứ không thành công, câu đầu tiên là họ đổ lỗi cho mình. Mà họ không hề nhận lỗi về họ. Đúng không? Tại chị rủ em bán nấm, em biết gì về nấm đâu. Đúng không ạ? Thế thì mình phải kiên nhẫn với họ, mình phải hướng dẫn họ và mình phải giúp họ thành công ít nhiều. Còn trong trường hợp họ không thành công thì mình có thể nói lời chia tay với họ để mình tìm người khác. Đấy. Và đấy ví dụ như qua đi học họ ở đấy nhé. Đấy, đi học tôi thấy giảng viên người ta giảng dạy và tôi nói là bạn làm như thế là chưa đúng. Bạn phải thế này, bạn phải thế khác. Còn nếu bạn vẫn chưa biết làm, bạn phải đến chỗ kia mà học đi. Chứ không phải là cứ dọc nấm thôi là bán được. Có những người bán được, có những người không bán được. Giống như đến lớp học này thôi. Vẫn là ông thầy như thế này, vẫn là bài giảng. Có những người về, người ta làm một phát. Người ta ký hợp đồng 100 triệu.
người ta tuyển luôn chục, 20 đại lý. Nhưng có những người ngồi suy nghĩ, không biết.